mua sạc nhanh chính hãng siêu rẻ đến chơi2.vn. Mua tai nghe Bluetooth i27 hay nhất tầm giá 500 nghìn đến chơi2.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại OnePlus 7T. Chiếc điện thoại này thì có khá là nhiều điểm hội tụ của một sản phẩm cấu hình cao. Thứ nhất, nó chạy con chip Snapdragon 855 Plus. Thứ hai nữa, đó là nó có 8GB. Thứ ba nữa, đó là sản phẩm này nó có bộ nhớ trong đọc ghi tốc độ cao UFS 3.0. Và cái điểm tiếp theo nữa, đó là cái màn hình của con này tần số quét vô cùng cao luôn, đó là 90Hz. Nói vô cùng cao như là hơi quá, gọi là tần số quét cao thôi. Tuy nhiên, các cái sản phẩm OnePlus mình không hiểu tại sao nó lại tối ưu cái tần số quét 90Hz là cực kỳ mượt mà luôn. Mượt mà hơn rất nhiều những sản phẩm có tần số quét 90Hz khác mà mình đã từng trên tay. Ví dụ như là cái con Red Magic 3S chẳng hạn, nó cũng là tần số quét 90Hz đấy, nhưng mà mình có cảm giác như là con này nó mượt hơn này. Đấy, cảm giác con OnePlus 7T này nó mượt hơn này. Nhưng thôi, đấy chỉ là cái cảm giác thôi. Còn cái quan trọng nhất là những cái trải nghiệm thực tế của chúng ta khi mà chơi game ở trên cái sản phẩm này nó như thế nào. Đấy thì chắc chắn là admin Kha sẽ cho các bạn một cái bài đánh giá vô cùng chi tiết về cái khả năng chơi game của OnePlus 7T rồi. Đấy, và trong cái quá trình đánh giá khả năng chơi game của sản phẩm này thì admin Kha sẽ đánh giá cho các bạn là cái cảm giác cầm nắm khi mà chơi game nó sẽ như thế nào này. Đấy, rồi là bộ loa ngoài của nó nghe ra sao. Đấy, rồi là cái màn hình tần số quét 90Hz của nó liệu nó sẽ cho những cái trải nghiệm về mặt hình ảnh khi chơi game nó tốt hơn hay không. Đấy, chơi game nó bị nóng lên hay không, và nếu mà nóng lên thì nó sẽ nóng lên nhất ở phần nào. Chơi game nó bị lag và giật hay không, có bị tụt khung hình trên dây hay không, và so sánh nó sao với những cái sản phẩm khác trong cùng tầm giá thì nó thể hiện ra sao. Đấy, và hai cái tựa game cơ bản mà admin Kha sẽ test cho bạn ngày hôm nay là tựa game Liên Quân Mobile và PUBG Mobile. Hai tựa game vừa đủ nặng để làm tham chiếu cho chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện cái bài test game này đó. Và rất là cảm ơn hệ thống điện thoại di động ClickBuy đã hỗ trợ mình sản phẩm OnePlus 7T để thực hiện video đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài test game Liên Quân Mobile và PUBG Mobile trên con OnePlus 7T qua phần trình bày của admin Kha. Thì trước khi vào game, mình sẽ show cho bạn xem rằng là cái điểm AnTuTu Benchmark của cái con OnePlus 7T này là bao nhiêu các bạn nhé. Như bạn thấy là điểm của nó sẽ là 481.000 điểm. Và khi chúng ta đi sâu vào, các bạn sẽ thấy là điểm GPU của nó rất là cao, gần 200.000 điểm các bạn à. Cực kỳ kinh khủng. Đây là cái điểm số mà mình thấy rằng là nó cao nhất từ trước đến giờ so với các máy mà có cùng cấu hình chiếc Snapdragon 855 Plus. Rồi, thì để xem rằng là con này nó có cho một cái trải nghiệm mượt mà khi mà trải nghiệm với hai tựa game, đó chính là PUBG Mobile và Liên Quân Mobile ở mức cấu hình đồ họa là Max Setting hay không, thì mình mời các bạn xem video sau đây. Thì trước khi vào trận, mình sẽ show cho bạn xem rằng là cái mức đồ họa mà đang để trên cái con này là bao nhiêu các bạn nhé. Như bạn đã thấy đó, mức đồ họa mà đang để đó chính là HDR này, Extreme, cùng với đó là bật thêm tính năng khử răng cưa nữa. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ vào trận luôn các bạn nhé. Và như vậy thì chúng ta đã vào trận rồi các bạn nhé. Hiện tại thì cái phần mềm GameBand của mình nó không thể nào cài trên cái con OnePlus 7T này. Thế cho nên là mình không thể show FPS cho các bạn thấy được. Block F Stereo trên cái con OnePlus 7T này là mình nghĩ là một phần tại vì nó không có cái tính năng kháng nước kháng bụi, cho nên là nó kêu khá là to, cực kỳ to luôn các bạn à. Mặt trước của OnePlus 7T thì nó nhìn giống không khác gì so với cái con Realme 2 Pro cũng như là con Xiaomi Mi 9. Giống nhau hoàn toàn luôn các bạn à. Mình cảm thấy rằng là cái cảm giác cầm trên cái con OnePlus 7T này nó giống hoàn toàn so với con Xiaomi Mi 9. Tại vì cái phần mặt lưng sau của nó ấy, nó được bo cong tương tự như con Xiaomi Mi 9 vậy. Cho mình cảm giác cầm nó kiểu nó chỉ cầm được cái phần khung viền ấy. Một phần thì nó giúp cho máy nó tạo cảm giác là máy mỏng hơn. Thế nhưng mà mình thì mình lại không thích cái kiểu thiết kế này cho lắm. Mình thích cái kiểu thiết kế bo cong vừa đủ như là trên cái con Realme 2 Pro hơn. Cầm nó sẽ đầm tay hơn. Vào trong game thì mình thấy rằng là tại vì độ chi tiết của mình ấy, mình cũng đã bật cái tính năng khử răng cưa rồi. Thế cho nên là tuy là con này nó chỉ sử dụng màn Full HD cộng thôi đó, nhưng mà mình không thấy cái độ rỗ và cái độ răng cưa ở trên này. Sau khoảng 5 phút trải nghiệm thì mình thấy rằng là cái phần nóng lên của nó sẽ là ở xung quanh cái cụm camera này. Sau đó là nó lan ra những khung viền đó, phần này và phần này. Đây là cái nơi mà mình cảm nhận là nhiệt độ nó tỏ ra nhiều nhất này. Đó, nói chung là về cơ bản đây là khung viền kim loại, cho nên là việc nó sẽ lan dần ra, đó là chuyện rất là bình thường. Như cái hôm mà test trên cái con Realme 2 Pro thì các bạn thấy rằng là mình đã luôn luôn nói về cái mức FPS 61 trên cái con Realme 2 đó. Và quả thực thì trong cái lúc test trước đó bình thường thì mình không có để ý về cái vấn đề này. Thế nhưng mà tại sao là
đó là trường hợp hy hữu các bạn nhé. Cho nên là trong cái phần tổng kết game ấy, mình cũng đã nói là nó sẽ dao động từ 60 đến 61 FPS. Đó, thi thoảng sẽ là 59, chứ không hẳn là nó luôn giữ ở mức 61 như vậy đâu. Chất lượng màn hình của con này thì như mình đã nói đó, không có gì để chê cả. Là một flagship thì mình thấy là cái màu sắc cho ra như thế này là rất là tốt. Một em này. Trận đấu bây giờ đã chuyển sang phút thứ 25 rồi. Ok, và bạn thấy là gần như là không gặp phải cái vấn đề gì trên cái con Wanderlust 7T này cả. Mọi thứ đều cho cái trải nghiệm rất là mượt mà, tuyệt vời. Thật sự là khi mà quay cái video test ấy, thì tay mình nó thường phải để xuống cái bàn như thế này. Nó hạn chế cái cử động cổ tay của mình rất là nhiều. Cho nên là thành ra đôi lúc mình xử lý nó cũng không được tốt cho lắm. What? Ok. Ok. Và ok, như vậy là chúng ta đã vào tựa game Liên Quân Mobi rồi. Bây giờ thì mình sẽ show cho bạn xem rằng là cái mức độ họ mình đang để trên cái con Wanderlust 7T này là bao nhiêu các bạn nhé. Đầu tiên đó chính là phần outline, tức là phần khung viền này. Tiếp theo sẽ là High Frame Rate Mode này, 60 FPS. Cùng với đó là Dynamic Close Shadow, tức là hiệu ứng sương mù. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đó chính là độ phân giải HD Display, mình để lên mức Ultra Display Quality, tức là chất lượng đồ họa mình sẽ để lên mức HD, và Practice Quality, tức là chất lượng chi tiết. Đó, như vậy là mình đã max setting cái tựa game Liên Quân này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào game luôn các bạn nhé. Let's go. Như vậy là chúng ta đã vào game rồi. Hôm nay thì mình sẽ chơi Circus và vẫn là đường Kesha. Từ đầu trận đến giờ thì mình thấy là mức FPS của con này nó luôn ở mức đó chính là 59. Nó không có dao động lên 60 các bạn nhé. Nó vẫn giữ nguyên ở mức 39. Mình thấy rằng là hầu hết ấy, tất cả các máy mà thuộc từ nhà Oppo ra ấy, thì nó luôn cho một cái mức FPS đứng im như vậy. Mình rất là khó hiểu, tại vì hết Realme rồi giờ đến OnePlus. Đó. Này. Thằng này thì khi nó lên cấp 4 nó sẽ có lợi thế hơn mình, chắc chắn rồi. Này, muốn chơi mình này. Thì nói chung là cái lối chơi của Enzo thường là nó sẽ dụ địch về phía trụ của nó rồi sau đó nó kéo vào thôi, nó dít vào. Con này dít chứ không phải là kéo các bạn ạ. Mức FPS vẫn ở nguyên ở mức 59, không bị dao động các bạn nha. Về cơ bản thì nó đã quá là mượt rồi, mình cũng không có nhận xét gì nhiều. Những cái nhận xét của mình ấy thì thường nó sẽ ở đầu ở cái phần test từ game PUBG Mobile cơ. Thôi xong. À, trời ơi, con Miraja nó vẫn còn cái ulti của nó. Hơi tiếc. Wow. Pha đó hơi hụt nhờ. Pha đó thì mình hình như bị dính skill 2 của Murad ấy, cho nên là không di chuyển được. Hụt pha đó. What? Ok, vẫn kịp. Thôi xong.
May quá, mình tưởng lúc đó mình xong rồi chứ. Mức FPS vẫn giữ nguyên ở mức 59 các bạn nhé, không bị dao động. 5 Bạn tính làm gì tôi? Làm gì tôi? Ui, tìm nát thế. Thôi xong rồi. Thôi xong, khó rồi. Pha này chấm dứt của mình lại hơi căng nè. Ui, tuyệt vời luôn, hay lắm siêu à, tuyệt vời. Pha xử lý rất là hay. Trời ơi, rất là tiếc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tổng kết chi tiết của mình các bạn nhé. Và bây giờ sẽ là phần tổng kết game của mình đối với cái con OnePlus 7T này. Về trải nghiệm cầm nắm thì với khối lượng tổng thể là 190g, thiết kế mặt lưng và bốn cạnh viền được bo cong mềm mại, OnePlus 7T cho mình một cảm giác cầm khá là ổn. Thật ra thì về cơ bản thì mình không thích cái kiểu thiết kế vác mỏng viền như thế này lắm. Khi chúng ta cầm, chúng ta chỉ cầm được cái phần khung viền mỏng của nó thôi. Nó tạo cho mình cái việc đó chính là nó hơi bị cắn tay một chút xíu. Mà thật sự là mình không thích cái thiết kế này cho lắm. Về cảm giác cầm của nó thì tương tự như trên 19 vậy các bạn à. Còn về trải nghiệm hiển thị thì sao? Loại màn hình được sử dụng trên cái con OnePlus 7T này đó chính là Fluid AMOLED có kích thước là 6.5 inch, độ phân giải là Full HD cộng, cho mặt độ điểm ảnh là 402 ppi. Mình nhận thấy rằng là cái độ hiển thị màu sắc của con này là cực kỳ tốt, nhưng cái độ chi tiết thì cũng chỉ ở mức khá mà thôi. Về trải nghiệm âm thanh thì con này được trang bị loa kép stereo. Hệ thống loa kép được tinh chỉnh bởi Dolby Atmos đó, với cái bộ khuếch đại cho chất lượng âm thanh tốt hơn. Nó cho một cái âm lượng lớn này, chất âm cực kỳ trong trẻo này, cùng với đó là độ nổi cực kỳ cao. Về trải nghiệm game thì đối với tựa game PUBG Mobile, khi mà trải nghiệm ở mức cấu hình độ họ là Max Setting thì nhiệt độ khi trải nghiệm cho ra sẽ là 45 độ C. FPS trong điều kiện bình thường cũng như trong điều kiện giao tranh thì hoàn toàn siêu mượt các bạn nhé, không có hiện tượng bị drop. Biên trung bình một trận của nó sẽ dao động từ 13 đến 16% cho tổng thời gian 25 đến 30 phút. Còn đối với tựa game Liên Quân Mobile thì với cái mức độ họ đó chính là HD 60fps, cộng với đó chi tiết cao thì nhiệt độ khi trải nghiệm của nó cho ra là 44 độ C. FPS trong điều kiện bình thường cũng như trong điều kiện giao tranh là dao động từ 59 đến 60fps. Trong cái quá trình test của mình thì nó đứng im ở mức 59 luôn, nó không có dao động là 59, 60, 61 gì cả. Biên trung bình một trận của nó sẽ dao động từ 6 đến 8% cho tổng thời gian 10 đến 15 phút. Ok, thì như vậy mình đã hoàn thành xong video test game trên cái con OnePlus 7T rồi. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và tạm biệt.